Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, một câu chuyện không phải bây giờ mới nói, đó là tấm thẻ đỏ dành cho tiền đạo Văn Quyết ở trận đấu giữa Hà Nội FC làm khách trên sân của Bình Định. Nhưng động thái mới sau đó của ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mới lại là chủ đề khiến cho người hâm mộ xôn xao bàn tán. Theo đó, sáng nay ngày 21 tháng 4, ban kỷ luật VFF vừa mới đưa ra án phạt cấm thi đấu 8 trận và nộp phạt 40 triệu đồng với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC sau hành động phản ứng thái quá với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành ở trận đấu thuộc vòng 7 V-League vừa qua. Như vậy là với việc bị treo giò dài hạn thì Văn Quyết chỉ có thể trở lại ở giai đoạn 2 của V-League 2023. Nhắc qua một chút ở trận đấu với Bình Định do không hài lòng với các nhận định của trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Cho nên ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên thì Văn Quyết đã tiến đến đôi co và có tác động vật lý vào ngực của vị trợ lý trọng tài này. Thành viên tổ trọng tài cho biết là ông Thành bị tức ngực và phải nhờ đến bác sĩ của câu lạc bộ Bình Định giúp đỡ. Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải nhận được báo cáo từ trợ lý trọng tài đã ngay lập tức rút ra thẻ đỏ trực tiếp với Văn Quyết trên truyền thông văn quyết thanh minh là anh không cố tình nhưng sự thật là trợ lý trọng tài nguyễn lê nguyên thành phải nhờ đến các bác sĩ giúp đỡ đây là một hành động chưa cần bàn đến chuyện cố tình hay là vô tình thì đã được tính là xâm phạm cơ thể trọng tài và như vậy giám sát đã báo cáo là văn quyết có hành vi bạo lực với quan chức trận đấu vì thế, dù đã lên tiếng nhận sai lầm và xin lỗi với trợ lý trọng tài, nhưng ban kỷ luật VFF vẫn vào cuộc để xem xét và đưa ra án phạt rất nặng kể trên theo Điều 39 quy định kỷ luật do VFF ban hành. Thiếu vắng văn quyết chắc chắn sẽ là tổn thất rất lớn với Hà Nội FC bởi vì cầu thủ này đang dẫn đầu danh sách vua pha lưới với 6 bàn thắng sau 7 trận và đang có rất nhiều cơ hội để tranh đua danh hiệu cá nhân này. Đồng thời anh cũng là chủ công của đội bóng thủ đô nhưng việc bị cấm thi đấu đến 8 trận thì coi như là chấm dứt hy vọng vua phá lưới của Văn Quyết và chắc chắn là anh sẽ không có tên trong danh sách đề cử của bóng vàng Việt Nam 2023. Án phạt dành cho Văn Quyết được một số người đánh giá là động thái kịp thời của ban kỷ luật VFF và cơ quan này cũng đã xem xét rất kỹ để ra án phạt nguội với quả bóng vàng Việt Nam 2022. Nhưng trên mạng xã hội thì vẫn có những ý kiến trái chiều. Trên thế giới quả thật là hiếm có tiền đạo nào giống Văn Quyết bởi số lần bị phạt nguội của anh là rất nhiều. Chỉ tính riêng 5 lần gần nhất thì Văn Quyết đã bị cấm tổng cộng là 19 trận. Đây là một kỷ lục đối với một cầu thủ đá ở vị trí tiền đạo của bóng đá Việt Nam. Nhưng đáng tiếc đây lại là kỷ lục buồn. Năm 2016, Văn Quyết từng bị cấm 5 trận vì xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh. Đến năm 2017, anh tiếp tục đánh trỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú và bị phạt nguội 2 trận. Năm 2019, Văn Quyết đạp đình đồng và bị cấm 2 trận. Đến năm 2021, Văn Quyết phi thân vào người cầu thủ Đà Nẵng và bị cấm 2 trận. Đến năm nay, Văn Quyết bị cấm 8 trận do có hành vi bạo lực với quan chức của trận đấu. Chỉ gói gọn trong 5 án phạt gần nhất thì Văn Quyết đã có đến 19 trận bị cấm. Đó là một nghịch lý lớn khi mà quả bóng vàng Việt Nam năm 2022 lại đá ở vị trí tiền đạo, tức là vị trí thường bị đối thủ phạm lỗi. Đằng này quyết dừng lại phạm lỗi với người khác Lý giải về các án phạt của Văn Quyết thì không phải chỉ là phạm lỗi mà là thường xuyên có các hành vi phi thể thao. Điển hình là 13 trong tổng số 19 trận bị treo giò thì đến từ hai lần liên quan đến việc tấn công trọng tài. Theo như điều 39 quy định kỷ luật về hành vi xâm phạm thân thể, ai vi phạm bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu làm nhiệm vụ từ 5 đến 8 trận đấu. Văn Quyết chính là trường hợp hiếm hoi có hai lần bị phạt ở quy định này và lần thứ hai anh phải nhận án phạt kịch khung. Nhìn ra thế giới mà cụ thể là ở Anh, tiền đạo Alexander Mitrovic đã bị cấm thi đấu 8 trận do đẩy trọng tài Chris Kavanagh khi mà Fulham thua Manchester United ở tứ kết cúp FA. Án phạt này được đưa ra vào đầu tháng 4 năm nay. Theo đó thì hội đồng độc lập của FA đã quyết định là Mitrovic bị treo giò 8 trận, trừ một trận anh đã chịu án trước đó. Mitrovic phải nộp 75.000 bảng, tương đương với 94.000 đô la Mỹ. Án phạt này xuất phát từ lỗi đẩy trọng tài Kavanagh hôm 19 tháng 3 và có thể thấy rằng chuyện cầu thủ có hành vi bạo lực với trọng tài sẽ bị phạt rất nặng. Đây là những án phạt thích đáng để tránh xảy ra chuyện trọng tài bị các cầu thủ hành hung. Câu chuyện của Văn Quyết là nỗi buồn cho v và VFF sẽ cần phải lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Ở mùa giải 2018, khi cầu thủ tăng tiến của Hoàng Anh Gia Lai có pha vào bóng nguy hiểm với Duy Mạnh của Hà Nội FC, thì Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam có quyết định chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá. Đó là đình chỉ tạm thời để chờ xem Duy Mạnh như thế nào rồi ra án phạt chính thức. Một án phạt lạ lùng theo kiểu như là tạm treo giò rồi chờ để mà phạt tiếp. Tuy nhiên, Hoàng Vũ Sam Sơn của Hà Nội FC khi đó đạp thô bạo với Châu Ngọc Quang thì ban kỷ luật VFF lại cảnh cáo với cụm từ là chơi bóng liều lĩnh. Sam Sơn vẫn được ra sân trong trận gặp thành phố Hồ Chí Minh và dư luận phản ứng quá mạnh mẽ thì VFF mới phạt nguội hai trận và đây cũng là câu chuyện độc lạ về cách hành xử của VFF. Năm ngoái khi còn khoác áo Hà Nội FC, Đoàn Văn Hậu có ít nhất là 3 lần có hành vi phi thể thao nhưng VFF vẫn ngó lơ không có bất kỳ án phạt nguội nào được đưa ra dù rằng dư luận phản ứng rất mạnh. Thế nhưng ở mùa này, hai cầu thủ của Viettel và Công an Hà Nội đã bị phạt nguội khi mà mắc lỗi tương tự. Hơn 500 triệu đồng là số tiền đóng phạt của Hà Nội FC về việc để cho các cổ động viên đốt phao sáng ở sân hàng đấy. Có nghĩa là không ai nhớ được hết số lần mà đội bóng của nhà bầu hiển bị phạt vì để cho các cổ động viên đốt phao sáng án phạt gần nhất chỉ là ở mức 20 triệu đồng, một con số có thể nói là quá nhỏ so với việc tái diễn liên tục về pháo sáng. Nói về trọng tài thì hai mùa gần nhất đều xảy ra kịch bản là Hà Nội FC may mắn được hưởng lợi nhờ vào sai sót của trọng tài. Hai trận cầu đinh ở lượt đi V-League 2022 trước Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An thì Hà Nội FC lại được hưởng lợi hai trận ở vòng 5 và vòng 6 V-League 2023 thì Hà Nội FC lại tiếp tục may mắn nhờ trọng tài bắt sai cho thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Mọi câu chuyện không dừng lại ở vấn đề kể trên, Hà Nội FC còn phản ứng với trọng tài trong ngày thua Bình Định dù rằng tình huống phạt đền là hoàn toàn chính xác. Văn Quyết có hành vi mất kiểm soát và dẫn đến nhận án phạt nặng. Như vậy có thể thấy là ba vòng đấu liên tiếp vừa qua của mùa bóng năm nay, đội bóng thủ đô liên tiếp có chuyện lùm xùm liên quan đến trọng tài và nghịch lý là Hà Nội FC cứ thắng mà trọng tài sai sót thì không sao, nhưng nếu như có kết quả không tốt thì đội này sẽ dễ xảy ra chuyện trử tục và phản ứng với trọng tài. Câu chuyện của Văn Quyết cũng làm dậy sóng dư luận người hâm mộ Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là nếu như không phải là Văn Quyết thì liệu rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ hành xử như thế nào? Hồi năm 2019, Văn Quyết có pha đạp đình đồng của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu thuộc vòng 24 V-League 2019 diễn ra vào ngày 19 tháng 9 ở trên sân Vinh. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chọn cách im lặng và không có động thái gì phạt nguội dù rằng đình đồng phải đi khám bác sĩ để xác định xem có bị chấn thương nặng hay không. Ngày 3 tháng 10 năm 2019, Liên đoàn bóng đá Việt Nam lại có án phạt nguội hai trận với Văn Quyết, tức là phải mất nửa tháng thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới có thể phạt Văn Quyết. Đây có lẽ là án phạt được quyết định sau khi nhìn ra xem là dư luận phản ứng ra sao. Cũng không phải là lần đầu mà câu lạc bộ Hà Nội gây chuyện với trọng tài. Năm 2018, từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên của Hà Nội lao vào để chửi bới trọng tài ở sân Pleiku. Kết quả là Thành Lương và huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã bị đuổi. Chuyện chửi trọng tài tái diễn ở V-League 2019, huấn luyện viên của Hà Nội đã dùng lời lẽ tục tĩu để chửi tổ trọng tài điều khiển trận đấu với câu lạc bộ Khánh Hòa. Năm 2020, Hà Nội FC thắng 4-2 trước Sài Gòn FC của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng lại liên quan đến trọng tài. Cho đến trận đấu ở vòng 5 V-League 2023, huấn luyện viên trưởng của thành phố Hồ Chí Minh là ông Vũ Tiến Thành đã phản ứng rằng cứ đá với Hà Nội là chúng tôi thua bởi trọng tài. Tôi đã nhiều lần phê bình VPF rồi. Một đội bóng mà có chủ tịch nằm trong ban điều hành VPF thì ai mà chịu nổi. Trọng tài thấy lỗi cũng không dám bắt. Hồi tôi làm câu lạc bộ Sài Gòn và ra Hà Nội thi đấu, lúc Giovane ghi bàn thì ông Hội và ông Phạm Văn Thành xuống sân để chửi trọng tài. Hai ông ấy làm như vậy thì ai mà đá lại. Còn hôm xem Khánh Hòa bị ép mà tôi cũng thấy tức. Ban trọng tài nói đúng thì sao mà đúng được? Nếu như thua mà phản ứng giống như là Hà Nội FC thì bóng đá Việt Nam sẽ ra sao? Đây là trường hợp các đội bóng đá với Hà Nội FC thường thua thiệt do trọng tài mắc sai lầm. Ví dụ như sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai thua Hà Nội ở V-League 2022, trong đó có pha bóng duy mạnh phạm lỗi với cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong vòng cấm nhưng lại thoát thẻ vàng thứ hai mà không có phạt đền cho đội khách. Sự thật khó ai có thể nhớ nổi là có bao nhiêu lần các đối thủ của Hà Nội FC bức xúc về vấn đề trọng tài. Mọi việc còn mất niềm tin đến mức là có đội yêu cầu ban trọng tài VFF xếp người giỏi để điều khiển vì sợ bị o ép. Đối thủ ngán trọng tài sai sót khi gặp Hà Nội FC. Còn nếu như thua trận thì dù trọng tài đúng thì đội của bầu hiển cũng không ít lần phản ứng, chửi tục tĩu với trọng tài và động tay động chân. Tất cả cho thấy là Hà Nội FC đã để lại hình ảnh xấu xí cho sân chơi chuyên nghiệp. Nói như huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phản ứng thì làm vậy thì ai mà đá lại được. Người mà được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nói ở trong câu chuyện này chính là ông Nguyễn Quốc Hội đang giữ chức phó chủ tịch thường trực VPF kiêm thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tại sao lãnh đạo VPF lại bị phản ánh xuống sân để chửi trọng tài khi mà Sài Gòn FC ghi bàn vào lưới Hà Nội? Điểm chung có thể thấy là trọng tài sai sót và Hà Nội FC được hưởng lợi hai bàn thắng mở tỷ số trước Thành phố Hồ Chí Minh lẫn Hải Phòng. Đây là câu chuyện quen thuộc đến mức mà huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phản ứng rằng cứ đá với Hà Nội thì thua về trọng tài. Nhắc thêm việc nữa là thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam có công văn chỉ đạo về nhiều vấn đề của V-League, trong đó có công tác trận đấu và trọng tài. Các đội không được phản ứng gây xấu xí và phản cảm. Nhưng chính Hà Nội của ông Nguyễn Quốc Hội để cho cổ động viên đốt pháo sáng ở trên sân hàng đấy. Các cầu thủ vây giáp và văn quyết thì bị báo cáo là có hành vi bạo lực với quan chức của trận đấu. Nếu như đặt vào tư thế ở VPF và VFF thì ông Nguyễn Quốc Hội làm sao phê phán hay là điều hành giải đấu đây? Ông Nguyễn Quốc Hội sẽ phải xử lý ra sao khi chính Hà Nội FC liên tiếp để xảy ra hình ảnh xấu xí ảnh hưởng tới bóng đá Việt Nam? Đừng để người hâm mộ mất niềm tin vào Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay là có ý kiến nói VFF thiên vị đội Hà Nội. Mọi hành vi xấu xí đều cần phải được xử phạt một cách công tâm, nhất là các việc tái diễn và gây ảnh hưởng cho bóng đá Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.